Chào các bạn. Các bạn ơi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhịp Sống Châu Âu nha. Các bạn ơi, hôm nay mình sẽ không nấu ăn nữa. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn các loại bánh ngọt của Cộng hòa Séc nha. Các loại bánh ngọt, bánh giống như bánh sinh nhật đó các bạn. Và bây giờ mời các bạn theo mình cùng làm. Các bạn ơi, thì ở đây mình đã chuẩn bị hai cái bánh Listovi ra Chesto này rồi, Listovi này. Các bạn ơi, rất là ngon. Đây là nó chưa ấy nha, tí nữa mình sẽ đem đi nướng. Và các bạn ơi, bánh kem này là vị dâu. Wow. Còn bánh kem này là vị đào, quả mơ ấy các bạn. Quả mơ và các vani các thứ. Còn bánh kem này nó mới hấp dẫn hơn đấy các bạn ơi. Vị dâu nha các bạn. Ở ngoài là chocolate màu trắng. Rất là ngon. Để ăn cùng cái này thì mình có dưa hấu nữa các bạn. Dưa hấu không hạt. Và ở đây là nước Pepsi. Nước Pepsi chai to, siêu to, khổng lồ, 2 lít 25 các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ đem đi nướng cái bánh lít này, mình sẽ đem nó đi nướng nha, mình sẽ bỏ vào lò để nướng. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái đĩa và mình lót giấy nướng vào, và bây giờ mình sẽ đặt hai cái bánh lên tróc để mình nướng. Đặt hai cái bánh vào đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào lò nướng nha. Các bạn nhìn. Wow, hấp dẫn không mấy bạn. Cái này ngon lắm các bạn ạ. Giờ mình sẽ đem nó đi vào lò nướng. Các bạn ơi, bánh thì mình đã bỏ vào lò nướng rồi đây. Và bây giờ mình sẽ nướng ở nhiệt độ 200 độ và khoảng 30 phút. 30 đến 35 phút. Nhưng mình sẽ đậy là mình nướng nha. Ở trong nó có nhân lắm, ngon ngon lắm các bạn. Các bạn ơi, bánh bây giờ mình đã nướng được nửa tiếng rồi. Nó vàng ngon lắm rồi các bạn. Ngon lắm. Wow. Vàng ngon lắm bạn ơi. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Các bạn ơi, bánh bây giờ được rồi. Bây giờ các bạn ơi, bây giờ mời các bạn ăn cùng với hai bà con nhà mình nha. Các bạn ơi, bà như mẹ của mình nghe, mình sẽ gọi bà bằng bạn mẹ. Đây là mẹ mình. Đây, Zdravi. Ahoj. Bà chào với tất cả mọi người đấy các bạn. Bây giờ
Ăn gì trước đây? Từ từ bữa đây mày giết chip hay bởi à? Từ từ mày giết. Anička, můžeš dát talířky, prosím? Dej tady dýje těba, dej dýje těba. Řekni to česky. Řekni to česky, oni budou slyšet, že umíš česky. Thier, no tam má tady tady, no, ăn thier, vidí dýje. Mấy bạn đâu? Yeah. No, no. Tuyệt vời. Con không, con kiểm tra cho nó có bị mờ. Con không ăn, con bị mờ. Bị ta đi mà. Tay em à, đưa chị họ cũng cảm ơn. Mẹ đưa gì con cũng cảm ơn mà mẹ không biết à. Ty jsi se dala takový střídmy, my jsou takový velký. Jo, na večeři. To se jmenuje cheesecake. Tak, con ăn bánh nào ấy? Con ăn bánh dưới. Trắng này hả? Dạ. Mẹ cho con quả rồng nữa nha. Taky bych chtěl, víš, dám. Ten taky chtěl. Tomáš jsem dá taky. Ne, kam? Na ten talíře? Ne, ne ten, ne chat, ne, ne, že dá, hm, dá na, je. Ano. Wow, mấy bạn ơi. Krásný. Oh, mấy bạn ơi. Đây. Ta. Wow. Vương không? Ăn hả? Ăn hả? Lấy bia, lấy đĩa cho em, con lấy đĩa lấy chị. Vừa cũng đầy ăn đây, đây vừa cũng đầy ăn. Wow. Hả? Này đưa đây cho con quả rau được không? Được. Tạc, lấy thìa nhỏ cho em. Các bạn ơi. Wow, ngon lắm mấy bạn. Có bảy, ra tư gì mọi người tập kia. Ještě furt natáčí. Jo, mám ngon lắm. Musíme natáčet, ne? Jak si dít? Tě tốt. Các bạn ơi. Mời các bạn nhé. Mấy bạn ơi. Cái bánh này nó ngon lắm. Cái bánh này cũng ngon đấy. Rồi bà đi. Mấy con đồng số sắp vậy nhé. Papi, muốn check product mày hạt được đó. Nè. Papi. Bà nhầm điện thoại với chú ạ. Các bạn ơi, bà hỏi mình là, con nhìn thấy bà hỏi mình là cái này tốn nhiều tiền lắm đúng không? Mình bảo, không. Phương Anh ơi, con kiểm tra xem hai bà với mẹ cái đầu có bị gì? Ok không? Ngon lắm các bạn ơi. Cái vị này, vị này kem của nó mềm, nó không bị ngọt. Ở dưới cái bánh của nó không phải là như bánh bông lan mà nó như là bánh biscotti, bánh quy ấy bạn. Giữa là kem, ở trên là dâu, cái mứt dâu. Giống như cái mứt dâu mới làm đúng không? Ngon mà ông. Đấy ngon á. Ngon mẹ, mẹ cao hơn cả bà. Bà hơi thấp. Chỉ có là tì nhì xì. Nếp giả. Đưa đây đĩa mẹ lấy thêm nhân là ngon không? Rồi, Phương Anh, bây giờ mẹ lấy cho hai chị em ăn. Wow. Ngon. Tè nấu mì, tè nấu mì. Một con cây. Tè nấu mì chắc nó này vôi vào vi. Tì anh nhìn lại bây giờ là sợ. Ngon, con cây. Tè nấu mì chắc nó. Đồ bình.
ngâm dơ gì rồi, chị ấy ngâm dơ cái chia rồi. Quay giúp mẹ cái lúc con cầm con quay sát ở đây lúc mẹ cắt cái bánh. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ cắt bánh nha. Bánh này. Wow. Anh miếng vỏ nha. Anh thích vỏ hả? Anh mới mất miếng vỏ rồi. Ra giòn ngon lắm bạn. Nó vừa nướng xong nó đang giòn đấy bạn. Wow. Rồi ngon quá. Babi. Netka mame sammi slatkurski. Aya mambe kihayo. Tone pochabuyes. Các bạn này, nướng ơi, nó giòn lắm, cái bánh này. Ôi, nó ngon lắm. Các con hả? Ôi, cẩn thận, đưa cho nó ít thôi không? Bài răng nóng á. Ngon lắm. Ngon lắm. Tuyệt vời. Ngon lắm. Các bạn ơi, cái bánh này ở ngoài là cái vỏ bột mà mình làm nướng nó giòn, nên ở trong là cái nhân quế với lại táo, thơm ngon lắm các bạn, tuyệt vời luôn. Được rồi đấy, là gì? Bà nhà mình thích ăn bánh ngọt, món này là món ruột. Bà bảo ngon lắm. Con lấy đĩa con cho em một ít thôi. Phương Anh. Dạ. Không nói xấy tay bạn nha. Wow. Tí nữa con ăn hết cái điện thoại. Rồi. Mẹ cho cái màu cam kìa. Mẹ ăn màu trắng. Màu cam. Nó từ từ chứ. Phải từ từ. Đây con xin miếng màu đỏ. Đây. Màu đỏ thì có luôn. Xin mời con gái đây. Ôi. Lắc thì lắc thì. Неделе весто ги куќе си стршит на полу. Не, се подиват. Ја. Ружето там тера и в соботу и в неделе. Туде ти де? Ја, те ќе си де та неделе. Các bạn ơi, bà mình đang bảo là tuần này ở cái làng cạnh nhà mình nó có hội chợ làng ấy. Rồi mình đang đi xem không? Dạ. Sobotu vi ste byli v Praze pro zboží. Dạ. Bánh này nó thơm, mà nó không ngọt. Cái bánh này nó không ngọt các bạn. Ha có hơi cuốn. Rồi ba biết không các bạn. Nhớ sớm nhé. Ở bên tiệm này các bạn ơi, mùa hè ấy, hội chợ làng ấy. Ví dụ như một làng là một tuần là có một cái hội chợ, họ tổ chức buôn bán rồi có những cái đồ chơi đu quay cái thứ này kia cho bọn trẻ con nó chơi á. Giống như là bông nè. Con nghĩ là pa hay là hội chợ làng thích lắm. Mai mình có đi ấy, nếu mà thứ bảy này mình mà có sắp xếp đi được ấy, mình sẽ quay cho các bạn xem. Mình cho cô chú xem đẹp lắm. Hôm bữa cô chú thấy con chơi nhà bóng đúng không? Có quay không? Quay. Có không?
quay cái lúc con chơi nhà cầu nguyên đúng không? Ờ nhưng mà mẹ không đưa, chưa đưa lên. Chưa đưa lên đúng không? Ừ. Năm xong con mẹ mà đưa lên là con chưa thấy bằng kìa. Anh vì bơm nhiều khi con cứ thích bao. David quê có đồ brí. David quê có đồ brí. Bạn đặt bàn cười Nhật Vượng ấy. Nhật Vượng nó đang ngồi nó ăn, nó xúc bánh ăn. Vậy tôi đồ brí vậy. Ngon quá nhỉ. Vậy tôi đồ brí vậy. Nóng bạn, nóng nhưng mà cực kỳ ngon bạn, có bánh nhiều. Cái anh sẽ tham gia cô yên mà linh cà phê về điện sử dụng. Thế này vì bốn nhà tôi tuyển chưa? Em ăn quá rồi, cái này đồ brí. Tadi mama i jablok kok. Ya apa jim? Nyaci kerai. Nya. Enggak usah itu. Ah, itu dulu, itu dulu. Táo cũng ngon mẹ ơi. Táo cũng ngon. Trong cho bán quả táo ngon. Các bạn ơi, mình sẽ đến lượt cái này. Cái quả dâu này nha. Xong một cái, xong cái thứ một thì đến lượt cái thứ hai. Tí tên. Nếu giờ là mẹ em chưa câu chuyện. Các bạn ơi, wow, cái bánh này nhân ở trong là nhân dâu. Kem với dâu ngon lắm các bạn, nhìn là hấp dẫn quá luôn. Để sang bên. Này hình như hôm nay không bật điện nha. Ừ, hình như tối. Anh ấy sẽ usma giờ sáng hơn rồi mà ơi. Không nào nhớ cả. Nãy giờ quay tối không xong. Bạn ơi, đây. Giờ con mới nhớ đấy. Trời ơi, nhớ thì muộn màng. Bà thì con xin nghĩ bật điện không hay không? Thế là cuối cùng con cũng ra. Các bạn ơi, nãy giờ quay mà quên bật điện. Không biết mai video nó bị tối không? Bà ơi, bao luôn mà mà. Em bị lỏng mất đôi phần tôi tàn bực. Các bạn ơi, cái bánh này nó ngon lắm. Con nhớ nó rồi nè. Vì bố rồi rồi. Cái xe cốp ở đây gì đây? Cốp là cốp phan thuốc. Đây như là gì? Tê xe ăn nhé xong. Chị sao? Để mẹ con không nhớ bao nhiêu tiền luôn ạ. Ngon lắm. Con còn nó ăn gần hết rồi. Các bạn ơi, cái bánh này nó ngon lắm. Chocola trắng ở trên á. Ở ngoài là chocola trắng. Ăn nó bằng bánh bông lan. Ở trong là bằng kem với lại dâu. Rất là ngon. Rất là tác chứ sợ. Trời hứng dạ. Nên là tôi nên nhìn hứng dạ. Cái tôi dạ. Nếu mà cái này người ta làm xong xong là người ta đem đi bán đúng không? Đấy. Không phải là ngốc nữa. Mẹ nhớ cái cửa hàng rồi chơi ấy. Mình uống Coca một lần. Hôm nay không có lấy cho mẹ muốn ăn Vino. Vino. Bây giờ đến mình sẽ xử đến cái bánh màu vàng này. Nếu sao như này. Mẹ mẹ hình như thiếu hôm nay thiếu hoa hồng. Không cần. Hôm nay bánh này đâu có cần hoa hồng đâu con. Tại vì là mẹ đúng kỳ. Tôi tệ. Mà tôi là cô mở ra cô bố mẹ hẳn sẽ. Mẹ này. Cái kia đó. Mà tôi là cô bố mẹ hẳn. Bà bé, phút lên đá trên bà bé. Phút. Phương Anh ăn bánh này không? Tôi sao biết sao. Tôi còn một miếng siêu nhỏ. Đây. Nhỏ lắm luôn ạ. Đi qua đi qua. Thôi thôi cứ lấy, cứ tự lấy. Sợ cô bánh rớt mọi người ạ. Không sao. Có mặt chị bánh này ngon lắm. Tắc tắc tắc. Đây mà đi rồi. Út dê tôi tạm. Út dê tôi tạm. Dạ.
Ừ. Nghe quá. Ăn quá à. Mình để mấy cái bánh này đây cho mấy bạn nhìn thấy. Nhìn này luôn. Để xa có mấy bạn không nhìn thấy. Ồ. Không nhìn thấy. Mừng như là trên tình mà. Các bạn nhìn thấy gì cả. Rồi các bạn ơi. Ngon lắm. Cái bánh này để thử nha. Cái bánh này cũng ngon bạn. Cái này nó chua chua hơn rất. Tôi biết bắt đạt nha, cô bố mê là Alay tôi rồ, mê rung cả. Được đó. Nó, ổ dơ mê nha cô bố mê rằng. Dạ. Rồi về mê chung hạt bố nha. Tôi biết mê nha chú đẹp đẹp. Lấy quả rau. Cái vị nó chua 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 rớt. Rất thơm. Nó ngon lắm bạn. Ổ dơ mê nha nó mẹ cô mê rung cả. Dạ. À dạ. Rồi là cô bố mê rằng. Dạ. Mẹ lúc nào cũng 1 giờ livestream mà mẹ. Các bạn ơi, bà nhà mình ý, ngại lên truyền hình, mình mời mãi bà mới lên, nhưng bình thường ít lên lắm. Bà ở nhà mình hàng ngày nhưng mà bà không chịu lên. Lâu lâu mới gọi bà lên được nữa. Cần làm cái sinh. Lúc nào cũng phải gọi điện. Như sinh nhà mình đây. Không nói vào sớm. Dạ chứ các mẹ cơ, các đi ta đi bì là ở lại tình nạc chá là nà, tại là vì chì. Nạc chá là tôi chịt, yên là một ốc chọt. Đó là một lưu vi mà tìm sâu la chì. Yên là nè sâu la chì. Mình đang giải thích lại với bạn, với bà là mình đang nói gì cho mấy bạn nghe đó. Bà nhà mình với bà ở với mình thì là gần 10 năm rồi các bạn, gần 10 năm. Bà ở đối diện nhà mình nhưng mà bà cứ sang nhà mình bà như kiểu mẹ đi, bà cha dọn dẹp chăm sóc con cái này kia cho mình ấy. Như mẹ mình. Bà kỹ tính lắm. Bà nhà chắc là bà ngoan. Mà. 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 Mà chụp phố nào. Ok, tem o gesto, marpanou. Tá bem, gente. Vou curtir. Ah, é melão. Não sei, vai pôr de chão. Dạ. Bà này, tại vì không ăn nữa được rồi. Nhiều quá. Đây, con cũng ngon. Có 4 cái, 5 cái, tổng là 5 cái bánh của bạn ơi. Một cái chắc là phải hơn 1 cân. Cho nên là vẫn còn nhiều. Còn nhiều. Rồi. Nên nhiều lắm đó. Các bạn ơi, chắc là hai bà con nhà mình xin kết thúc video ở đây thôi. Các bạn nếu mà yêu quý hai bà con nhà mình nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.